Hôm qua tại xã Đinh Lạc, Công an huyện Di Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tuyên truyền phát động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, thủy nội địa và phòng chống tội phạm cho nhân dân các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Gia Hiệp. Tại buổi tuyên truyền, nhân dân các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Gia Hiệp đã nghe Công an huyện Di Linh thông báo về tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn, tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết cách phòng ngừa. Đồng thời, Công an huyện Di Linh còn tuyên truyền cho người dân về luật an toàn giao thông, các tình huống từng xảy ra tai nạn trong giao thông đường bộ, thủy nội địa trên địa bàn huyện trong thời gian qua, biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ, thủy nội địa. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp bà con nhân dân hiểu biết về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, từ đó nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm trong cộng đồng, cũng như chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh cũng đã trao tặng 50 chiếc áo phao cứu sinh cho các hộ dân sống gần sông, hồ ở các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Gia Hiệp, huyện Di Linh. Cơ quan công an còn thu giữ 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 49M6-3255 và 49V1-7459 mà các đối tượng sử dụng để trộm cắp cà phê. Việc bắt nhanh các đối tượng của lực lượng công an đã phần nào giải tỏa, phần nào tâm lý.